art của mình ấy nó không giống cái giọng nói gì à. Ý là sao? Cái giọng nói nó chua mà nó hát nên nó hay như thế nè. Cái giọng không hề chua luôn á. Chua, cái giọng á, giọng mình chưa à? Thấy chưa? Cái giọng này là chua mà kêu chua trời. Nên nó hay như thế nè. Cái giọng không hề chua luôn á. Chua, cái giọng á, giọng mình chưa à? Thấy chưa? Cái giọng này là chua mà kêu chua trời. Chua, tức dữ luôn á. Cái giọng là cái giọng ngọt. Ngọt đấy, ngọt. Bạn ngọt ngào thì mày cũng tắt mấy cái gì. Rồi. Rồi, nghe này, nghe này, nghe này. Tắt một lần duy nhất thôi nhá. Nghe này, nghe nhá. Hát một lần chỉ được thôi nhá. Có bao giờ em nhớ anh không? Ủa, sao nó hát khác quá vậy? Đã bao giờ em thương anh chỉ một lần, hay chỉ là một giấc? Nhưng điều đó chắc khó nắm phải không?
Tông nữ. Tông nữ mà. Cái này là tông nữ. Không phải. Tại vì tông nữ nó hát kèo. Bây giờ Việt Nam có sống nhiều đi cả ngày hát hay nhá. Nói như nào? Dòng chua nhưng mà lại hát hay đúng không anh? Nó chút cười.